Soi kèo bóng đá hôm nay giữa Starbuck với Brand diễn ra vào lúc 1:30 ngày 25 tháng 8 tại sân Nadrerat Stadio, giải vô địch quốc gia Na Uy 2020. Kết thúc chuyến hành quân đến làm khách trước Viking ở vòng đấu vừa qua, mặc dù đã vươn lên dẫn trước đội bóng vùng Stavanger đến 2 bàn thắng chỉ sau 30 phút thi đấu đầu tiên, nhưng với sự trệch choạc trong khâu phòng ngự đã khiến cho đoàn quân của huấn luyện viên Janssen suýt chút nữa đã phải ôm hận ra về khi để thủng lưới liên tiếp đến 3 bàn sau đó. Rất may nhờ vào bàn thắng đến muộn của Kinoshita đã giúp cho họ giữ lại một điểm quý báu của mình. Trận hòa này đã chấm dứt cơ hội. Có được chiến thắng lần đầu tiên trên sân nhà Viking sau 19 năm của Starbuck và với một điểm vừa có được thì lúc này Starbuck đã vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Na Uy với 18 điểm. Hiện đang kém nhóm được tham dự đấu trường châu lục mùa sau đang là 10 điểm, nhưng thi đấu muộn hơn ở vòng 15. Đến với vòng đấu tiếp theo, Starbuck sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Brand đến làm khách. Dẫu cho có được lợi thế rất lớn đến từ sân nhà, nhưng với phong độ nghèo nàn như hiện nay thì đội bóng của huấn luyện viên Janssen cũng không được các chuyên gia đánh giá quá cao trong trận đấu này. Cần biết đã 5 vòng đấu gần nhất họ vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì khi chỉ có 3 trận hòa và để thua 2 trận. Thậm chí trong 4 trận được chơi trên sân nhà gần nhất, Starbuck cũng không hề cho thấy Nadrerat là chỗ dựa tinh thần của họ, khi thầy trò huấn luyện viên Janssen chỉ có 2 trận hòa và để thua 2 trận. Đó là chưa kể trong 2 mùa giải gần đây, thì Starbuck luôn để cho Brand bắt nạt, khi họ đã để thua liên tiếp trong cả 4 trận đối đầu gần nhất của mình. Phía bên kia sân, mặc dù được chơi trên sân nhà ở vòng đấu vừa qua, và chỉ phải đón tiếp một đội bóng chỉ đang lặn vụt trong nhóm cầm đèn đỏ như Sunderland đến làm khách, nhưng Brand không những không có được chiến thắng, mà họ còn để thua với tỷ số 0-1. Dường như lời nguyền, trước Sunderland vẫn chưa chịu buông tha cho đội bóng của huấn luyện viên Ingebrigtsen, khi trận đấu vừa kể trên đã là trận đấu thứ 7 liên tiếp, mà Brand vẫn chưa có được chiến thắng trước Sunderland. Dẫu cho đã thi đấu áp đảo hơn về mọi mặt, với 59% tỷ lệ kiểm soát bóng và tung ra số lần dứt điểm gấp đôi so với đối thủ, nhưng họ vẫn để thua một cách đến khó hiểu. Với trận thua này, Brand đã rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Na Uy với 18 điểm, hiện đang kém đội bóng chủ nhà ở trận này về hiệu số bàn thắng. Bước vào chuyến hành quân lần này, thành tích mà đoàn quân của huấn luyện viên Ingebrigtsen đang mang theo lúc này là một chiến thắng, một trận hòa và để thua 3 trận trong 5 vòng đấu gần nhất. Dẫu cho đang có phong độ rất tệ, nhưng ít ra nó vẫn đang nhỉnh hơn so với đội bóng chủ nhà. Người hâm mộ của Brand cũng yên tâm phần nào, khi ở mùa giải này đội bóng con cưng của họ vẫn đang chơi không quá bết bát khi phải thi đấu xa nhà. Cụ thể trong 7 trận sân khách kể từ đầu mùa cho đến giờ, Brand có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 3 trận. Đó là chưa kể trong 5 lần gần nhất khi đến làm khách trước Starbuck, thì Brand chỉ mới để thua duy nhất 1 trận, còn lại có 2 trận hòa và 2 chiến thắng trong 2 mùa giải gần nhất. Vì vậy, nếu như được lựa chọn trong kèo đồng banh, thì tất nhiên Brand sẽ là cái tên an toàn hơn trong trận đấu này. Thống kê 10 trận đấu gần nhất, tỷ lệ nổ tài của Starbuck đạt 60%, tỷ lệ thắng kèo của Starbuck đạt 50%, tỷ lệ kết quả về lẻ của Starbuck có 30%. Starbuck ghi được 14 bàn, để thủng lưới 15 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1,4 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Brand đạt 40%, tỷ lệ thắng kèo của Brand đạt 30%. Tỷ lệ kết quả về lẻ của Brand có 60%. Dự đoán kết quả Starbuck với Brand. Chọn kèo châu Á, Brand đồng banh. Chọn kèo tài xỉu, xỉu 2 trái rồi 3 trái. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.